Mến chào các bạn, mình sẽ đọc bài thuốc là Hương Quốc Thang trong phần thất khí. Hương Quốc Thang là thang thuốc phối hợp, trong đó có hương phụ và quốc bì, trị thất tình, trị bảy loại tình chí sở thương dẫn đến tổn thương. Trung quản là phần giữa của bụng. Phúc hiếp là bụng, hiếp là sườn, bụng sườn. Trướng mãn, trướng là sưng lên, mãn là đầy, sưng đầy. Hương phụ đã giả qua thành màu vàng trắng rồi, sao là rang lên. Bán hạ đã qua chế biến. Quất bì là vỏ vỏ quýt. Cát là điều. Nhất tiền bán, một tiền rưỡi, hoặc là mình gọi nôm na theo miền Nam là một chỉ rưỡi. Cam thảo chích là chích cam thảo, ngũ phân, năm phân, hữu tỏa, những vị bên phải này trộn khỏa đều. Khương ngũ phiến, gừng năm lát, táo nhị mai, táo hai quả, táo hai trái, tiễn phục, sắc lên mà uống, xuất xứ từ sách trực chỉ. Chào tạm biệt các bạn.